Unimedia. Em Ngô Thị Quỳnh Mai xin kính chào ban giám khảo. Mai Ngô, lần sau anh muốn thấy em trong một cái bộ trang phục nó tươm tất, nó hoàn chỉnh hơn một chút. Bộ này không hoàn chỉnh ạ. Cái bộ này đối với em nó rất là mốt, rất là phong cách. Nhưng mà nó chỉ hợp với cái style đường phố thôi, nó không hợp với tiêu chí của Hoa Hoàng Vũ. Áo sơ mi quần tây không phải là một cái gọi là trang phục đường phố. Vì đây không phải là một cái bộ trang phục thiếu tôn trọng một ai đấy. Quỳnh Mai, tôi có đọc cái bản tường trình của bạn. Tại điều 5, 6, 7, 8, 9, bạn đều yêu cầu chúng tôi phải google tên bạn. Bạn có cảm thấy mình hơi quá tự tin không? Thông tin của em thì em sẽ nói là có rất nhiều Google search Mai Ngô. Câu tiếp theo là bạn đã từng tham gia chương trình biểu diễn thời trang nào chưa? Cũng rất nhiều, mời quý ban giám khảo thực hiện thao tác như điều 6 bên trên. Tục sang đến câu 8, bạn đã tham gia cuộc thi sắc đẹp người mẫu nào chưa? Trả lời như câu 6, Google search từ khóa Mai Ngô cuộc thi. Đây là một cái sự rất là thiếu tôn trọng ban giám khảo. Nếu bạn đã trở thành là người của công chúng thì các bạn hãy luôn luôn cẩn trọng về lời ăn tiếng nói của mình. Cái hình ảnh của bạn ấy, nó có thể là ảnh hưởng đến nhiều người. Quá khắt khe, rõ ràng là mình không thể nào đánh giá một con người chỉ đơn giản là vài cái gạch đầu dòng. Mình vẫn thấy ức. Thì tôi cũng có làm theo những lời chỉ dẫn của bạn, là tôi có google tên bạn vì thực sự tôi không biết Mai Ngô là ai. Không hiểu rằng Mai Ngô là ai, đã làm gì mà trên mạng lại nhiều thông tin không tích cực đến bạn là như vậy. Khoảng thời gian mà em tham gia hoạt động nghệ thuật và em đã trải qua scandal, những giải thưởng hay là những kỷ luật, không thể nào mà em có thể trả lời được ngắn gọn trong từng câu. Nếu như em muốn mọi người chỉ tìm những thông tin đó và biết về một Mai Ngô trong quá khứ thì đó là một sai lầm của em khi tới với Hoa Hậu Vũ. Không có quá khứ thì làm sao có hiện tại và tương lai. Ban giám khảo muốn biết rằng trong tương lai, một Mai Ngô với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm để thay đổi hình ảnh của mình là như thế nào, chứ không phải là một Mai Ngô với những dấu ấn trong quá khứ. Chị chỉ muốn hỏi em là em có dự định học cao hơn hay không? Thưa chị Hoàng My, là em có hả? Cứ hỏi và cứ đá sâu chuyện quá khứ của mình làm mình bị quá xúc động. Hoàng My có cảm giác rằng có phải là ban giám khảo hỏi những câu đã đụng chạm Quỳnh Mai hay không? Tôi nhớ là mẹ em dẫn em đến. Em nói với tôi là cô ơi, con ước mơ trở thành hoa hậu. Cho nên con đến đây con xin mẹ đến trường đại học để con trở thành hoa hậu. Tôi lại thấy những gì em học thì không được em áp dụng khi mà em bắt đầu nổi tiếng. Thay vì sự nổi tiếng thì em lại mang lại rất là nhiều tai tiếng. Mai Ngô có những cái phát ngôn, cộng đồng mạng thì cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà tôi thì tôi cảm thấy là Mai Ngô ngày nào dịu dàng, hiền dịu, dễ thương, sao hôm nay trở thành một cô gái gai góc như thế. Cho dù lời nói hoặc là chữ viết trên các trang bài báo về em cũng không thể nào thay đổi con người và những cái đức tính mà em muốn hướng tới. Ban giám khảo ngồi đấy và hiểu sai về Mai, ấn tượng mà khán giả động lại về Mai Ngô cũng có rất là nhiều thiếu sót, cũng giống như là chưa đúng. Chị chỉ hy vọng rằng tới với Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay, em hãy thể hiện đúng như những gì em nói trước ban giám khảo về sự quyết tâm thay đổi hình ảnh của em. Và chị nghĩ đó là cách sẽ làm em trưởng thành hơn, dù em tiếp tục thành công hay dù em có thất bại đi chăng nữa. You are